Đường phố Hồng Kông hoa lệ không chỉ hút khách du lịch bởi không khí sôi động, mà ở đây đã làm say mê bao du khách với nền văn hóa ẩm thực lâu đời, đặc biệt là văn hóa ẩm thực đường phố. Những món đường phố nơi đây mang một nét đặc trưng và những hương vị riêng biệt. Một quán ăn đường phố tại Hồng Kông là Oi Mang Sang đã mở cửa từ năm 1956. Mặc dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, nhưng giờ đây quán ăn này vẫn đang hút nhiều thực khách trong và ngoài nước. Quán ăn mở cửa từ 5 giờ 30 phút chiều ngày hôm trước đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Các món ăn đường phố tại Hồng Kông chủ yếu được nấu trên các nồi hấp để đạt được tiêu chuẩn về hương vị, phục vụ thực khách. Ngoài ra, tay nghề của đầu bếp cũng là chìa khóa để thành công. Một số đầu bếp ở đây đã làm việc được 12 năm và khách hàng đã quen với món ăn mà họ nấu. Nếu đầu bếp nghỉ việc, họ sẽ nhận ra sự khác biệt trong các món ăn. Trước kia, nhiều quán ăn đã chọn thuê các vỉa hè của các tòa nhà với chi phí cao, nhưng giờ đây họ chuyển sang thuê các quầy hàng riêng để không mất công di chuyển. Thực đơn của nhiều cửa hàng còn có cả hình ảnh minh họa chi tiết để thực khách dễ dàng lựa chọn các món ăn họ muốn.